Nhân dịp ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay, Thành ủy TP HCM đã tổ chức chương trình lãnh đạo thành phố gặp gỡ lắng nghe thiếu nhi với chủ đề Thiếu nhi thành phố, công dân toàn cầu. Với chủ đề Thiếu nhi thành phố, công dân toàn cầu, các em thiếu nhi đặc biệt quan tâm và đề xuất nhiều nội dung như các em còn áp lực và quá tải của chương trình giáo dục phổ thông mới, hay bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, vấn nạn bạo lực học đường và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thiếu nhi, hay cần thêm nhiều hoạt động giúp học sinh có thêm nhiều kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn, kỹ năng phòng chống đuối nước. Lắng nghe ý kiến của các em thiếu nhi, đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cần tập trung đánh giá lại và có giải pháp giảng dạy phù hợp, xây dựng trường học hạnh phúc, trường xanh sạch, an toàn giao thông. Ông cũng mong muốn các em thiếu nhi sẽ tiếp tục phát huy khả năng của mình, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là những công dân toàn cầu. Tình hình phục hồi hoạt động của các doanh nghiệp, bảo đảm chống thất thu thuế từ hoạt động bán hàng trực tuyến, tiến độ điều tra các vụ đại án đang được dư luận quan tâm là các vấn đề nóng được các cơ quan báo chí quan tâm tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 5 diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Trả lời báo chí về tình hình đăng ký doanh nghiệp mới thành lập trong tháng 5, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, tính chung 5 tháng doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập là 98.800 doanh nghiệp. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 97.300 doanh nghiệp. Tuy có cao hơn nhưng không đáng kể, khoảng hơn 1.000 doanh nghiệp. Điều này cho thấy tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Cải thiện yếu tố đầu vào, đặc biệt là hỗ trợ thông qua chính sách tài khoá và tiền tệ, bao gồm là vẫn tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất ổn định và có thể là sẽ giảm để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong thời gian tới và tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp. Trong khi đó thì cũng đã kiến nghị cấp có thẩm quyền để có thể tiếp tục xem xét những các cái chính sách về giảm thuế, giãn hoãn phí lệ phí vân vân để làm sao tăng cái dòng tiền cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho yếu tố đầu vào. Về việc quản lý thuế từ những buổi livestream bán hàng có doanh thu lên tới hàng tỷ đồng trên các hạ tầng mạng xã hội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, khi thực hiện livestream bán hàng trên mạng, tức là hoạt động này đã phát sinh doanh thu, có thể phát sinh thu nhập. Khi đã phát sinh doanh thu và thu nhập thì phải chịu sự điều chỉnh của các luật thuế, sắc thuế, cũng như chịu sự quản lý giám sát của cơ quan thuế. Kết quả thanh tra xử lý vi phạm của 21, 22, 23, 3 năm đấy, các tổ chức cá nhân thì đưa vào rà soát là 31.570 đối tượng, bao gồm cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân ấy, thì chúng tôi đã xử lý vi phạm là 22.159 cái trường hợp và số thuế thu tăng thêm là vào gần 3.000 tỷ đồng. Trả lời báo chí về diễn biến tiến độ điều tra các đại án liên quan đến hai tập đoàn Thuận An và Phúc Sơn, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, với vụ án xảy ra tại tập đoàn Phúc Sơn, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 23 bị can, tạm thu giữ trên 300 tỷ đồng, 2 triệu đô la Mỹ, 500 lượng vàng và hơn 1.000 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Với vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án bắt tạm giam 8 bị can, đồng thời tạm thu giữ gần 40 tỷ đồng. Sáng nay tại thành phố Huế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em và chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Đại diện Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tới dự và phát biểu. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, trong mọi hoàn cảnh của đất nước, Đảng, Nhà nước, gia đình, xã hội vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em, bởi chính các em là tương lai của đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền, địa phương phải quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với sự phát triển của trẻ em, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em, nghiên cứu xây dựng chiến lược quốc gia về phát triển trẻ em mang tính tổng thể, toàn diện, đảm bảo nguồn lực nhà nước, huy động sự tham gia của toàn thể xã hội, phát triển hệ thống phúc lợi, dịch vụ xã hội cho trẻ em theo hướng đa tầng, chất lượng. Xây dựng môi trường gia đình, nhà trường, xã hội an toàn, lành mạnh, thân thiện để trẻ em phát triển toàn diện, đức, trí, thể, mỹ, phát triển các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, giáo dục lành mạnh, phù hợp, có chất lượng dành cho trẻ em. Sau lễ phát động, Phó Thủ tướng đã đến thăm các em ở làng trẻ SOS Thừa Thiên Huế. Hưởng ứng Ngày Vi chất Dinh dưỡng năm 2024, ngày hôm nay,
109 điểm uống vitamin A của tỉnh Hà Nam đã đồng loạt tổ chức uống bổ sung vitamin A cho trẻ em từ 6 đến 35 tháng tuổi và trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao thiếu vitamin A. Tỉnh Hà Nam có kế hoạch bổ sung vitamin A cho hơn 55.700 trẻ từ 6 đến 35 tháng tuổi và trẻ dưới 5 tuổi có nguy cơ cao thiếu vitamin A. Cùng với bổ sung vitamin A, các cháu còn được cân đo và đánh giá tình trạng dinh dưỡng. Các địa phương đã chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai ngày vi chất dinh dưỡng, tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, băng rôn, khẩu hiệu, gửi giấy đến từng gia đình có trẻ trong độ tuổi được bổ sung vitamin A. Nhờ đó trẻ được đưa đến các điểm uống vitamin A đông đủ. Vitamin A này ý nghĩa của các cháu là nó chống được rất là nhiều bệnh vì là nó tiêu chuẩn mới được chứ không phải ai cũng được. Vì cháu tôi thì nó 5-6 đứa cháu nhưng chỉ còn có mỗi cháu này là còn dưới 3 tuổi là được thôi. Cho cháu đến đây uống vitamin A để bổ sung tất cả các chất dinh dưỡng để phát triển trí não. Mình đến đây thì được cô ở trạm y tế cho uống và cân đo thuận tiện, nhanh chóng. Chúng tôi cũng đã yêu cầu là các địa phương là tổng hợp danh sách dự trù để đề xuất cái lượng vitamin A cho các cháu, mời các cấp địa phương vào cuộc tăng cường tuyên truyền lợi ích tác dụng và cách uống vitamin A đối với các cháu. Chiến dịch bổ sung vitamin A là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện kiến thức thực hành của nhân dân về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em. Thưa quý vị, nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13 đã nhấn mạnh đến việc các văn nghệ sĩ phải nỗ lực xây dựng một nền văn hóa, văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam, góp phần đáng kể vào sự hình thành nhân cách con người Việt Nam mới, chú ý giáo dục đào tạo công chúng nghệ thuật ngay từ nhỏ bằng các hình thức đa dạng, phong phú. Xét trên quan điểm này, thì trẻ em chính là đối tượng công chúng rất quan trọng của nghệ thuật, và giáo dục nghệ thuật cho trẻ em để đạt được hiệu quả cao nhất không gì bằng những bộ môn phù hợp nhất với tâm lý của tuổi nhỏ và những ngưỡng tiếp nhận của các em. Một trong những bộ môn ấy chính là nghệ thuật múa rối. Con xin lại bà lớn nào, đến đây làm gì? Tháng 5 năm 2024, thực hiện kế hoạch do lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hải Phòng phân công, anh chị em nghệ sĩ diễn viên đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng đã rất nỗ lực vào việc khởi công và tập luyện vở rối Chê Cóc Tranh Con. Đây là tác phẩm nằm trong đề án sân khấu truyền hình mà các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp của thành phố Hải Phòng vẫn đang vận hành suốt 3 năm nay. Mỗi tháng một vở diễn được truyền hình trực tiếp trên sóng đài truyền hình Hải Phòng vào mỗi tối thứ bảy của tuần cuối cùng trong tháng. Đây cũng là vở diễn lấy tích từ một câu chuyện dân gian giàu ý nghĩa giáo dục để hướng đến phục vụ đối tượng khán giả trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Thông điệp mà chúng tôi muốn mang đến với các cháu thiếu niên nhi đồng đấy là cái sự cái ngợi ca cái tình cảm của người mẹ với con, với đàn con của mình, và có cái bài học ở đây nữa là chúng ta không nên tham lam, không nên nhận của người khác về làm của mình, và cũng phải biết đấu tranh cho những cái việc mà nó chưa tốt. Cái kết quả thì chắc chắn là cái người mà làm những cái việc chưa tốt thì sẽ gặp những cái hậu quả ngay tức thì trong cái cuộc sống này. Thì đấy là một cái thông điệp mà chúng tôi cũng muốn đưa đến cho các cháu qua một cái câu chuyện nó dễ hiểu và nó bằng cái ngôn ngữ múa rối, chứ nó không nặng nề là những cái câu chuyện ngoài xã hội, để mà đưa những cái bài học của giáo dục nó đau to bố lớn thì chúng tôi cũng không muốn cái cách đấy để giáo dục trẻ con, mà chúng tôi muốn dùng những cái ngôn ngữ, những cái hình ảnh và những cái câu chuyện thật là nhẹ nhàng, thật là dí dỏm. Sân khấu của vở diễn Chê Cóc Tranh Con thì làm 3 tầng sân khấu, đó là tầng là mặt nước và chúng tôi sử dụng là mặt nước trong chính cái thủy đình mà chúng tôi vẫn hay diễn. Trên cạnh đó là mặt sàn đó là mặt bờ ao bờ đê để diễn trên mặt sàn, và bên cạnh đó chúng tôi còn sử dụng rối dây để làm sinh động những cái phần biểu diễn. Rối dây này được điều khiển bằng những nghệ sĩ khi chúng tôi đứng ở trên xà rất là cao. Cái xà đó thì so với cái mặt sàn đó là 4m2, 1-2 người điều khiển cả một con rối với rất là nhiều dây. Nó phải rơi đến khoảng tầm 15-16 cái dây, và một người nghệ sĩ phải nhớ được những dây đó điều khiển những cái gì để trong quá trình biểu diễn là mình có thể thử sử dụng thành thạo được để điều khiển một con rối. Khi diễn báo cáo, vở rối Chê Cóc Tranh Con của đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng đã nhận được những phản hồi tích cực của lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Hội đồng nghệ thuật thành phố Hải Phòng. Đây là một tác phẩm rất phù hợp với công chúng nhỏ tuổi, bởi những bài học thấm thía về tình mẹ con, những thông điệp tích cực về sự thiện lương trong cuộc sống con người, như không nhận những gì vốn không phải là của mình. Trên cơ sở một tích truyện dân gian, các tác giả kịch bản đã lồng ghép khéo léo những vấn đề của xã hội đương đại, và các nghệ sĩ đã kể câu chuyện ấy bằng một hình thức kết hợp tài tình giữa rối nước, rối cạn, rối dây. Qua đó cho thấy giáo dục nghệ thuật cho trẻ em không gì bằng việc phải khiến sao cho tác phẩm trở nên thật sự hấp dẫn,